kỳ linh giáp thìn với cái thông điệp là dấu ấn dòng thiêng, lấy cảm hứng từ hai cái yếu tố rất quan trọng trong lịch sử là quốc ấn hoàng đế Chi Bảo. Đây là một trong những cái bảo vật của quốc gia đã bị thất lạc rất là lâu thì cũng mới được di chuyển về Việt Nam. Thứ hai nữa là cái hình tượng rồng được lấy cảm hứng từ cái nét đẹp của cái rồng Thái Lê, nó tương đối hài hòa và nó gần gũi với con người Việt Nam, cũng mang đặc trưng cái nét văn hóa của Việt Nam. Đấy, thì ngoài ra trên đế của sản phẩm thì nó có bốn cái hình ảnh, trong đó có ba cái chữ, một là chữ An, hai là chữ Thuận, ba là chữ Pháp, thì cũng đều được lấy từ những cái chữ thư pháp của các nghệ nhân. Hình tượng cá chép hóa rồng thì cũng thể hiện một cái sự đột phá, một cái sự lột xác. Với ý nghĩa đó, khâu tạo hình được đánh giá là quan trọng nhất để cho ra sản phẩm rồng mang yếu tố Việt Nam. Tạo hình ra vây bia với cả lửa sóng uốn theo vào cho con rồng cho nó phù hợp với cả khuôn mặt lẫn hình tượng sắc nét với cả bay ấy, bay bổng. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có những yêu cầu đặc biệt để tạo nên sự linh thiêng tuyệt đối cho tác phẩm. Đất Quảng Ninh thì là có đền thờ Yên Tử, có thờ có vị vua của Việt Nam mình, và cái nước sông Hồng thì nó chảy theo cái chiều dài của Việt Nam thì nó cũng uốn lượn như con rồng. Tất cả này hòa trộn vào và trong một cái sản phẩm thì tất cả nó là cái nguồn nguyên liệu đất trời và nước đều của Việt Nam và của Bát Tràng hết. Mình cũng là cái tuổi của năm Thìn, một phần nào đó hồn mình cũng sẽ nằm ở trong những cái tác phẩm tự tay mình làm ra. Sản phẩm này như một cái cách để truyền bá, để quảng bá và giữ gìn cái văn hóa lịch sử của Việt Nam.